Xong rồi ra. Sớm vậy? Dạ sao em cho anh là bộ cái đôm là vậy, nhắn tin là bộ luôn hả? Đúng rồi con. Là bộ luôn hả? Trời ơi trời. Nhắn tin cưa cẩm bé gái 13 tuổi, thanh niên bỗng nổi tiếng bất đắc dĩ. Cộng đồng mạng đang sốt sình sịch trước tài cô gái cực đỉnh của một thanh niên khi nhắn tin cưa cẩm một bé gái 13 tuổi. Theo hình ảnh tin nhắn từ điện thoại của bé, thì người dùng có nick Facebook tên TN đã nhắn tin làm quen với em. Mày là nào nói? Không biết. Nói chú nghe ơi. Con không biết. Mà nói ở đâu? Con không biết, nó tự nhiên. Nó ghi là chào em, sao nữa? Vừa mới chào hỏi nhau được vài câu thì đã ngó lời yêu đương mật ngọt, khiến cư dân mạng loát không kịp vì nó diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm. Nó hỏi con có đi chưa? Có đi là gì? Đi là gì vậy? Người yêu. Anh chưa có này, anh đi làm quen. Rồi tự nhiên nó vô nó đổi thành chủ đề tình yêu luôn rồi. Rồi nó đổi thành trái tim luôn. Nó hỏi anh chơi mũi rồi hả? Rồi đâu đi chơi, coi cho chú rồi coi đây. Bao nhiêu tuổi? Xong rồi ra. Cho anh là bộ cái đôm là vậy, nhắn tin là làm bộ luôn hả? Đúng rồi con. Là bộ luôn hả? Trời ơi trời. Rồi cái tự nhiên là ok luôn. Chơi. Quen chơi vậy đó hả? À quen chơi. Chú được coi tin nhắn không? Được. Trọng mới đến tới đâu vậy? Nó mới gì đấy. Ờ ghê vậy. Mới đổi ảnh luôn, mới yêu luôn hả? Mới yêu là đổi ảnh là luôn. Trời ơi trời. Trời ơi chạy xuyên bước luôn. Nè. Ô anh Trọng đẹp trai ha. Ô anh Trọng không có lông nách. Anh có bánh xin sai không vậy? Cho anh bái em làm sư phụ được không? Chứ anh gần 30 nồi bánh chưng rồi mà không dám thổ lộ với ai. Anh vẫn còn đàn ế đây đây. Một số bình luận khác để lại dưới video. Anh vẫn quên chưa ấn kết bạn Facebook với người ta mà đã chốt câu chất lừ, quá đỉnh anh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.